Ok đó. Cảm ơn Chúa vì chúng ta lại có cái thời giờ để cùng thờ phượng Chúa, cùng học lời Chúa chung với nhau. Ta gọi đây là cái buổi nhóm đầu xuân. Đúng ra thì người ta sẽ nói là không, buổi nhóm Chủ nhật trước hôm mùng 3 mới là đầu xuân. Nhưng mà thật ra nay mới đầu xuân, còn kia là ta hay thường quen gọi là gì? Đầu năm. Nhưng mà nhớ là sắp hết 2 tháng rồi đó nghe, chứ không phải năm mới mà mới có mấy ngày đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì tôi và anh em còn có cái cơ hội để được nhóm lại chung với nhau. Ngay tại Sài Gòn này rất là nhiều hội thánh không nhóm lại được. Kể cả hội thánh Tư Gia ít người nhưng mà không nhóm lại được, bởi vì nó nằm những cái khu gọi là rơi vào cái khu cách ly, cho nên là không có nhóm được. Cho nên anh chị em hãy biết trân quý những gì mà Chúa còn dành cho mình. Thực ra là nhiều khi mình đi đến buổi nhóm đó, mình thấy cũng không có gì đặc biệt lắm, đúng không? À vâng, có thể mình không thấy gì hết. Nhưng mà chính cái sự hiện diện của Chúa đó anh chị em, nó sẽ làm cho tôi và anh em trở nên khác biệt. Nó sẽ giữ tôi và anh em ở trong cái sự bình an. À, mặc dù tôi và anh em thấy hay không thấy, điều đó không quan trọng. Quan trọng là gì? Khi ở trong nhà của Chúa, chúng ta được ở trong cái sự bảo vệ siêu nhiên của Chúa. Tôi và anh em được Chúa kêu gọi hay là được Chúa chọn từ giữa thế gian này là để sống theo Chúa, hay là sống theo đường lối Chúa, hay là sống theo lời của Chúa. Tôi và anh em thường hay nghe cái từ là học là phải đi đôi với hành đó, đúng không? Nhưng mà tối hôm nay thì tôi chọn một cái tựa đề lật ngược lại cái vấn đề là, nhưng mà muốn hành đạo á, hay là muốn sống đạo, là tôi và anh em trước hết là phải học đạo cái đã. Nhiều khi tôi và anh em rơi vào cái trường hợp là gì? Mình làm trước khi mình học. Xin Chúa giúp tôi và anh em nhận ra được mỗi một cái điều mà Chúa cho phép nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, đó là cái môi trường Chúa tạo dựng để tôi và anh em có thể học. Tôi sẽ dùng cái phần kinh thánh tối hôm nay trong sách Nehemi đoạn 1, xin lỗi đoạn 2, từ câu 1 cho đến câu 20, để tôi và anh em cùng học với nhau những gì mà Chúa muốn cho chúng ta cần phải hành xử trong những ngày này. Cái bài giảng này nó tiếp theo một cái bài giảng của tôi ở một cái tháng nào trước đây, Người Mang Thiên Mệnh, nếu anh chị em nó có thể theo dõi trong loạt bài về sách Nehemi. Tôi đọc và anh chị em dò theo ở trong cái dàn bài chúng ta có sẵn. Phải nói rằng ở đây là một cái rất là đặc biệt, duy nhất ở đây thôi là anh em đi nhóm là tôi sẽ phát sẵn một cái dàn bài, còn chỗ khác thì không. Vào tháng Nisan năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, khi rượu được dọn sẵn trước mặt vua, tôi lấy rượu dâng cho vua. Chưa bao giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước mặt vua. Vì vậy vua hỏi tôi, sao vẻ mặt ngươi buồn rầu mặc dù ngươi không bị bệnh? Hẳn có điều gì buồn bã trong lòng? Lúc ấy tôi rất sợ hãi. Tôi tâu với vua, nguyện vua vạn tuế, làm sao mà tôi không buồn khi thành trì là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị tàn phá và các cổng thành đều bị lửa đốt cháy? Vua hỏi tôi, ngươi cầu xin điều gì? Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rồi tâu với vua. Nếu vua hài lòng và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, xin sai phái tôi về Giuđa đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để xây cất nó lại. Khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua hỏi tôi, ngươi sẽ đi bao lâu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua bằng lòng sai tôi đi và tôi trình với vua thời gian đi và về. Tôi cũng tâu với vua, nếu vua hài lòng, xin vua trao cho tôi các văn thư gửi các quan tổng đốc tỉnh phía tây sông Euphrates, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi đến Giuđa. Xin cũng ban chiếu chỉ cho Asaph, người giữ rừng cho vua, bảo ông ấy cấp cho tôi gỗ làm khung cổng thành, cảnh đền thờ và làm tường thành cùng nhà mà tôi sẽ ở đó. Nhờ bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời, tôi giúp đỡ vua liền ban cho tôi các điều đó. Vậy tôi đến với các quan tổng đốc bên kia sông và trao cho họ những văn thư của vua. Vua cũng sai những quan chức và kỵ binh đi với tôi. Khi Sanballat người Horon và Tobija là triều thần người Ammon hay điều đó thì lấy làm bất bình, vì có người đến để tìm cách giúp dân Israel được hưng thịnh. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi trỗi dậy lúc ban đêm, không cho ai hay biết điều gì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi để thực hiện cho Jerusalem. Ngoài con lừa tôi cởi thì chẳng có con vật nào khác ở với tôi.
Ban đêm tôi rời thành qua cổng thung lũng hướng về phía suối rồng và đến cổng phân để xem xét các tường thành của Jerusalem bị đổ nát và các cổng thành bị lửa đốt cháy. Rồi tôi đi qua cổng suối và đến ao vua, nhưng không có nơi nào để con lừa tôi cởi đi ngang qua được. Do đó tôi đi dọc theo thung lũng trong ban đêm để xem xét tường thành, rồi tôi quay lại bước vào cổng thung lũng mà trở về. Các quan chức không biết tôi đi đâu hoặc làm gì, vì tôi chưa nói cho người Do Thái hoặc các thầy tế lễ hoặc các người quyền quý hoặc quan chức hay là những người sẽ làm công việc biết điều gì. Tôi nói với họ: anh em thấy chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ, Jerusalem bị phá hủy và các cổng thành bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, chúng ta hãy xây lại tường thành Jerusalem để chúng ta không còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật lại cho họ thế nào bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp tôi và lời và các lời vua đã nói với tôi. Họ nói: nào, chúng ta hãy khởi công xây dựng lại ngay đi. Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này. Sanballat người Horon, Tobija là triều thần người Ammon và Gesem người Ả Rập nghe việc đó thì chế giễu và cười nhạo chúng tôi. Chúng nói rằng: các ngươi làm gì đấy? Các ngươi muốn phản nghịch vua sao? Tôi trả lời với chúng rằng: Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Chúng tôi là đầy tớ Ngài sẽ khởi công xây dựng lại, nhưng các ông thì không có phần hoặc quyền lưu dấu gì ở Jerusalem cả. Mới đọc xong cái phần kinh thánh này thì phần lớn trong anh chị em, bởi vì là người mới cho nên không hiểu trời đất gì hết. Không, cũng không có gì phải lo lắng cả. Tôi vắn tắt một chút xíu. Có một người tên là Nehemi, là quan dân rượu, tức là một người rất là tâm phúc của vua Artaxerxes ở Ba Tư. Thì một lần nọ ông nghe cái người ở quê hương sang kể lại là thành trì Jerusalem, tức là cố đô, bị quỷ phá tan tành. Rồi có những người họ đã trở về, họ xây dựng lại nhà Chúa, nhưng mà tình hình thì nó bi đát lắm. Rồi khi đó Chúa đặt để trong lòng ông có một sự cưu mang, và ông ước ao được quay trở về quê hương để xây dựng lại xứ sở. Giống như ngày hôm nay đó, khi anh em nghe tin ở quê hương mình hội thánh nó lụng bại, nó hư hỏng, nhiều khi lòng anh em trăn trở, anh em muốn xây dựng lại cái hội thánh của Chúa tại đó. Nhưng mà với cái địa vị rất là cao ở trong hoàng gia như vậy, thì làm thế nào để mà khi mà Chúa đặt để một cái sự cưu mang nào đó về gia đình, gia tộc hay là dân tộc của mình, thì tôi và anh em có thể hành xử đúng cái phép tắc. Tôi và anh em được kêu gọi để mở mang vương quốc Chúa. Trước hết là ở tại đâu? Ở tại Jerusalem, tức là gia đình hay là gia tộc của mình. Nhưng mà làm thế nào để tôi và anh em có thể bắt đầu kinh nghiệm nếm trải được? Lúc nãy trước khi vào cái thời gian nhóm thì tôi có nghe người chị em của chúng ta kể lại là Tết năm nay thật sự được phước, vui lắm, không thiếu gì. Nhưng mà có điều vẫn còn lăng tăng, đó là nghĩ tới bà con thân thuộc của mình, họ còn ở trong sự tối tăm, buồn. Làm thế nào để họ có thể được cứu? Làm thế nào để họ có thể nếm trải cái mùa xuân thật sự là xuân, là sáng rực ra? Tối hôm nay tôi và anh em cần để cho lời của Chúa nói với chính mình. Thật ra đó thì chỉ có hai điều thôi tôi và anh em cần phải ghi nhớ. Đó là để sống theo lời Chúa, tức là để sống đạo hay là để hành đạo đó. Nói theo cái ngôn ngữ tự nhiên mà tôi và anh em cần phải biết là tôi và anh em cần phải biết chờ đợi Chúa. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải học nè, đó là để tôi và anh em có thể sống theo lời Chúa, để tôi và anh em có thể sống đạo á, hay là hành đạo, tức là làm công việc Chúa đó. Đầu tiên tôi và anh em cần phải học. Học gì? Học chờ đợi Chúa. Tôi và anh em đang sống trong cái thời đại mà gọi là ai nhanh là thắng đó anh chị em. Tôi và anh em đang sống trong cái thời đại mì ăn liền, cà phê hòa tan, xe tốc hành, internet là coi như là tốc độ là siêu nhanh. Hết 3G rồi, đang 4G này, chuẩn bị vô là 5G đó. 5G mà mình nói viết là theo tiếng Bắc luôn là G không đó. Nhưng mà anh em biết không, cái lối sống gấp, cái lối sống hối hả này thì nó lại không phù hợp với nguyên tắc đức tin. Nguyên tắc đức tin ở trong lời của Chúa, như trong Ê-sai đoạn 28 câu số 16 thì Chúa nói như này: ai tin chẳng gấp rút. Tôi và anh em đang sống trong cái thời đại mà cái gì nhanh là cũng ok hết trơn á. Có nghĩa là ai nhanh là thắng á. Nhưng mà là về nguyên tắc đức tin á, ai tin thì sẽ không gấp rút. Nhiều khi mình nói
Ôi vậy giờ là quá ra mình sống hơn ngược với đạo với trời đúng không? Đúng rồi. Bởi vì tôi và anh em cái gì cũng nhanh hết trơn rồi. Nhưng mà hãy để ý, người Việt mình nhiều khi cũng mâu thuẫn lắm anh xem. Đèn xanh đèn đỏ là mình không có dừng được mấy giây. Nhưng mà nhiều khi thấy nó quấn lộn với nhau hay có cái chuyện gì mình có thể dừng lại nửa tiếng hồ đứng xe mình không thắc mắc gì. Nhưng mà đèn đỏ mấy giây là mình dừng không được, là mình phải phi lên lề, mình phải chạy. Ai tin thì sẽ chẳng gấp rút. Chờ đợi là phải học đó anh xem. Chờ đợi là phải học. Ở trong Hebrew đoạn 6 câu 11, 12 thì lời Chúa nói là: nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Không chỉ bởi đức tin không, mà còn phải kiên nhẫn nữa anh xem, mới nhận được lời hứa. Nhiều khi mình nghĩ là chỉ cần đức tin, đúng rồi, nhưng còn có phải học chờ đợi nữa. Theo như cái phần kinh thánh này đó, là Nehemi chờ đợi đến 4 tháng anh xem. Ông chờ đợi 4 tháng, tức là từ lúc ông nhận được cái tin ở quê nhà cho đến lúc ông nhận được cái phép của vua để hồi hương á, là tốn 4 tháng. Nhưng mà thật ra 4 tháng mà so với những cái nhân vật khác ở trong kinh thánh á, thì 4 tháng không lại gì hết trơn anh chị em. 4 tháng là quá ít luôn. Abraham phải chờ đợi ít nhất là 25 năm mới có được Isaac. Vợ chồng Isaac, Rebecca là phải chờ là 20 năm mới có được Esau và Jacob. Mà Abraham hay Isaac toàn là những người tin kính không đó anh xem. Toàn là những người có lời hứa không đó. Như tôi đã từng chia sẻ với anh xem, cái dòng tin kính mà có lời hứa thì lại gặp rắc rối về cái đường con cái phải chờ đợi lâu ngày. Còn cái thành phần mà không phải tin kính á, không phải có lời hứa như là Ismael, như là Esau đó, cứ son là nó không có gặp rắc rối gì. Cho nên tôi thường nói vui mà, mấy cái đứa đó mà hồi xưa mà có xài điện thoại mà nó xài cái số là nó sẽ chọn là 5151 5152 đứa. Cái người tin kính, cái người có lời hứa thì lại phải chờ. Anh em thấy có cái gì đó lạ đúng không? Phải chờ 20 năm, 25 năm. Rồi Joseph thì sao? Phải chờ tầm 15 năm. Thế xuống hố rồi vô tù trước khi là trở thành một yếu nhân, tức là một cái nhân vật quan trọng ở tại Ai Cập, có người đón kẻ đưa. Môi-se phải chờ đợi 40 năm. David thì gần như mất trọn cả cái tuổi thanh xuân để phải trốn chui, trốn nhủi, lang bạt xứ người trước khi trở thành vị vua có lòng của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phaolô cũng không có ngoại lệ. Cho nên khi ngày hôm nay, khi ngày hôm qua khi chuẩn bị cái sứ điệp này ấy, tôi ngồi tôi suy nghĩ là may ra trừ những cái đứa đang yêu nhau thôi, chứ còn chờ đợi thì thật sự là khó chịu đó, nặng nề mệt mỏi đúng không? Mà nhiều khi mình nghĩ Chúa thiệt thật quá đi, cái cuộc đời nó đã ngắn ngủi rồi mà tự nhiên lại bắt mình phải tốn một khoảng cái thời giờ để ngồi chờ đợi, có vẻ lãng phí quá đúng không? Nhưng mà Chúa còn giữ chân mình là một chỗ nữa chứ. Bí bách khó chịu. Mình muốn là gì? Mình muốn làm hay mình cầu nguyện là Chúa phải ok liền. Mình muốn, mình vừa cầu nguyện cái Chúa nói là duyệt. Mình muốn vừa cầu nguyện cái đó về Chúa nói gì? Chốt đơn. Bởi vì sao nó với mình? Chúa ơi, thời giờ nó gấp khúc lắm rồi, nó ngắn ngủi lắm rồi, mà Chúa còn bắt con chờ vậy đi. Chờ vậy chờ đến khi nào? Nhưng mà tôi nói với anh chị em, như tôi nói vừa nói lúc nãy đó, nhiều khi mình nghĩ là thời giờ nó ngắn ngủi, mình không có thể có thời giờ để chờ. Nhưng mà kỳ thật Chúa nói gì? Chứ bữa trước có hàng kia nó chửi lộn ở bên kia, con đứng con dừng nửa tiếng, con đâu có thắc mắc gì đâu. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được, không phải vô cớ mà Chúa có vẻ như chậm trả lời đối với tôi và anh em về một cái điều gì đó đâu anh xem. Cũng không phải là Chúa phải cần có cái thời giờ để chuẩn bị cho tôi và anh em cái điều mà mình xin đâu. Anh em ơi, cái thời giờ chờ đợi là cần thiết cho chúng ta chứ không phải cho Chúa. Cần thiết gì? Cần thiết để tôi và anh em học đạo. Có ba điều mà tôi và anh em cần có thể học được từ cái câu chuyện của Nehemi ở trong cái thời gian chờ đợi này. Thời gian chờ đợi anh chị em, cái điều đầu tiên đó là cái thời gian để cầu nguyện.
Nhớ là không phải vô cớ mà Chúa để tôi và anh em phải chờ đâu. Nhưng mà cái thời gian chờ đợi đó là cái thời gian để cầu nguyện đó anh chị em. Nehemi là một người cầu nguyện. Anh em biết là cả sách Nehemi đó có tổng cộng 13 chương nhưng đã có 11 lần được đề cập là ông cầu nguyện. Không phải cầu nguyện vì bế tắc đâu hề anh chị em. Nehemi không phải cầu nguyện vì ông rơi vào cái cảnh cùng đường đâu. Không phải ông cầu nguyện vì Covid nó đẩy vô cái chỗ là cách ly đâu. Không. Nehemi là một vị quan tâm phúc mà của vua, tức là nghề kề cận bên vua, là có cái địa vị cao chót vót luôn. Nếu mà sử dụng ngày hôm nay, tôi ngồi tôi suy nghĩ, nếu mà Nehemi mà sử dụng cái phương châm sống của nhiều người ngày hôm nay là nhất quan hệ nha, nhầy tiền tệ mà ba hậu vệ là bốn mới tới là thứ tư mới trí tuệ đó để giải quyết công việc thì Nehemi không có cần gì phải cầu nguyện, bởi vì gần gũi với vua suốt mà. Có cái gì khó khăn đâu trong cái việc mà xin ông vua ông gật đầu một cái trong cái việc thực hiện cái dự án trùng tu Jerusalem đâu. Đó là có thân thế đó anh chị em. Nhưng mà Nehemi không phải vì bế tắc mới cầu nguyện anh chị em. Nehemi không có phải cầu nguyện vì ông không có khả năng giải quyết vấn đề. Nehemi cầu nguyện vì ông muốn cái sự hướng dẫn của Chúa. Nehemi cầu nguyện vì ông chờ đợi cái sự soi sáng của Chúa. Anh chị em ơi, công việc mà Chúa kêu gọi tôi và anh em làm, dù là trong gia đình, ở trong hội thánh hay là trong xã hội, thì cũng cần phải được thực hiện theo cái cách của Chúa mới thật sự có phước. Tôi nói lại điều này để anh chị em lưu ý. Cái công việc của Chúa là phải được thực hiện theo cái cách của Chúa thì mới thật sự có phước. Chứ còn nếu cái công việc của Chúa, ý muốn của Chúa mà làm theo cái cách mà không theo cái cách của Chúa đó, thì cũng có thể nó cho kết quả, nhưng mà bao giờ nó cũng có tác dụng phụ kèm theo. Anh em hãy lưu ý điều này. Cái công việc mà Chúa kêu gọi tôi và anh em làm là phải làm theo cách của Chúa mới được. Chứ làm theo không làm theo cách của Chúa đó mà làm theo cách của chùa, không thể làm theo cách của trời mà làm theo cách của đời, thì cũng nó cho kết quả chứ không phải không. Nhưng mà có tác dụng phụ. Anh em nhớ cái câu chuyện mà vợ chồng Abraham mót con quá rồi, muốn có con quá rồi, mà Chúa cũng có lời hứa là ta sẽ ban cho con một đứa con. Rồi sao? Tôi nói thiệt với bà, chớ nhìn đi bên lại là cái gì bà cũng có thể. Bà vợ tôi bà giỏi lắm mà, cái gì bà cũng giỏi, trừ cái không biết đẻ. Cái gì? Ông mới làm sao? Ông mới muốn làm thành cái lời hứa đó của Chúa bằng cái việc là ở với cô hầu. Có con không? Có. Nhưng mà đã quýnh nhau tới giờ đó, Ả Rập với Israel. Xin lỗi anh chị. Nếu cái việc mà Chúa kêu gọi tôi và anh em làm mà không làm theo cách của Chúa, nó có thể cho kết quả anh chị em, nhưng mà cái hệ lụy của nó là rất là lớn. Đừng có nóng vội mà đi trước Chúa nghe anh chị em. Đừng có nóng vội mà đi trước Chúa. Theo nói theo kiểu người Bắc là chớ có cầm đèn mà chạy trước ô tô. Chú biết là cái thời điểm nào là tốt nhất để làm thành cái điều tôi và anh em cầu xin. Chú biết thời điểm nào là tốt nhất để đem đến cho anh chị em những con người anh chị em cần. Chú biết thời điểm nào là tốt nhất để mở cái cánh cửa nào đó cho anh chị em. Hãy học biết chờ đợi. Chờ đợi Chúa là phải học đó anh chị em, chứ không phải tự nhiên đâu. Dù tôi và anh chị em có thích hay không thích thì chúng ta phải học cái môn này. Cái môn gì? Chờ đợi. Dù tôi và anh chị em có thích hay không thích thì tôi và anh em phải thuộc cái môn này, và tôi và anh em phải thi đậu cái môn này. Cái môn gì? Chờ đợi. Cho nên thời gian chờ đợi đó là để tôi và anh em học biết cầu nguyện. Nhớ là học biết kêu cầu chứ không phải học biết kêu ca đâu nghe. Anh chị em đang tiếp tục kêu cầu với Chúa cho cái người bạn đời của mình, cho con cái của mình, hay là đang khi anh em chờ đợi cái câu trả lời của Chúa, anh em tiếp tục than vãn oán trách về những gì anh em chưa nhận được? Chúa là đấng thành tín. Điều gì Chúa phán á, Chúa hứa đó, thì chắc chắn là Chúa sẽ làm thành. Chúa hứa gì? Hãy xin sẽ được. Chúa chắc chắn là sẽ đến trả lời cái điều mà tôi và anh em cầu xin. Nhưng mà liệu khi Chúa đến để trả lời ấy, anh chị em có còn ở đó để nhận không? Cho nên cái bài học đầu tiên mà tôi và anh em cần phải nhớ là tôi và anh em để có thể sống đạo, để có thể làm theo lời Chúa đó, tôi và anh em cần phải học chờ đợi. Mà cái thời gian chờ đợi đó trước hết là để học biết cầu nguyện.
Thứ hai, cái thời gian chờ đợi là cái thời gian để phát triển cái đức tính kiên nhẫn anh chị em. Không phải vô cớ mà Chúa cho phép tôi và anh em có một cái khoảng thời giờ nào đó phải chờ đâu. Chờ đó là nó vì lợi ích của chúng ta. Thời gian chờ đợi đó anh chị em, nó sẽ phơi bày cái tính nóng vội, cái tính kiên nhẫn và non trẻ của chúng ta anh chị em. Bình thường á là mình thấy chắc mình là thuộc cái nội công ngâm hậu, và mình thuộc cái loại mình nhịn chịu là ta nói hết cỡ luôn, đẩy vô cái chuyện chờ biết liền. Hồi hai đứa nó yêu nhau nha, ngồi nó chờ dí cái con nhỏ xuống hỏi dạ, anh chờ em có lâu không? Không, anh thấy bình thường. Nhưng mà cưới nhau rồi nghe, anh chờ em có lâu không? Ngủ chạy cái làm gì mà làm hoài rồi không xuống. Biết liền là mình sẽ nó phơi bày cái tính nóng vội của mình ra, mình thấy mình thiếu kiên nhẫn cỡ nào. Và chi? Và trong cái thời gian chờ đợi đó, không chỉ nó phơi bày ra mà cái thời gian chờ đợi nó giúp tôi và anh em rèn đúc nên cái tính kiên nhẫn nơi chúng ta. Và anh em biết là kiên nhẫn hay là nhẫn nại đó, bản dịch cũ dịch là nhịn nhục á, là một trong những cái trái thánh linh, là cái đức tính mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi con cái của Chúa, đặc biệt là nơi những người lãnh đạo. Dù anh em là lãnh đạo gia đình, lãnh đạo một cái tổ chức xã hội hay là trong hội thánh, không học được chữ nhẫn anh chị em ơi, tôi nói anh em nè, anh em nếu anh em không học được cái chữ nhẫn, anh em không làm được cái việc gì ra hồn đâu. Nói nghe đụng chạm mà tôi nói thiệt luôn vậy đó. Anh em mà không học được cái chữ nhẫn, anh em không làm được cái gì ra nên hồn đâu. Không học được chữ nhẫn, anh em không thể nào làm cha làm mẹ người ta được đâu. Không học được chữ nhẫn, anh em không thể dẫn dắt người khác được. Không chịu đựng được người ta mà. Mà người ta hả thì anh em biết rồi, chính người mười ý đúng không? Làm sao mình có thể dẫn dắt được? Cho nên anh em cứ suy nghĩ à. Anh em suy nghĩ đến chính anh em á, để mà được đến cái tầm đó thôi, đến cái tầm mà hiện anh em hiện đang có đó, anh em cần bao nhiêu thời giờ? Và anh em nghĩ mà để đạt đến cái tầm đó là biết bao nhiêu người, đặc biệt là những người thân của anh chị em là phải chịu đựng anh chị em đúng không? Vậy tại sao mình không dành cho người khác thời giờ để họ lớn, để họ chín? Mình cứ một hai cứ dục phải. Lúc nào cũng đòi hỏi người ta phải thay đổi, phải trưởng thành, phải chín chắn. Còn mình thì cứ chứng nào tật đó, cũng chẳng xác thịt, cũng trẻ con, chỉ biết nhận và không biết cho đi. Hết năm này sang năm khác thì tuổi đời thì chồng chất luôn, mà tâm tánh thuộc lên thì không khác gì đứa trẻ lên ba, không chịu lớn. Chuyện gì cũng muốn ngay và luôn hết tân tội. Không làm được là sao? Là mình là mấy lại. Nhiều người ta nói đến Tết nha, ra phố ông đồ, biết làm gì không? Mua cái chữ nhẫn to chà bá về chân lên. Mà sao năm nào cũng treo cái chữ gì mà sao không nhẫn được chút nào trơn vậy? Anh em biết sao không? Bởi vì chỉ nhìn chỉ tụng thôi thì cái nó không có sản sinh nhẫn nại đâu. Phải làm, phải nhịn, phải học biết chờ đợi. Mà để học biết chờ đợi đó, tức là để nhẫn đó, thì tôi và anh em cần phải ghi nhớ trong đầu này, mọi việc nó có thì tiết, tức là phải có cái thời điểm cho mọi chuyện, có cái thì giờ để gieo, cũng phải có chờ, có cái thời giờ nó mới mọc lên rồi nó mới chín mới gặt được chứ. Chứ ai đời mới gieo xuống cái gặt liền, cái đó có trên cine thôi chứ ngoài đời không có đâu. Anh tôi và anh em cần phải ý thức cái chuyện đó anh chị em, để mà học chữ nhẫn á, phải có cái thì giờ từ lúc vo gạo cho đến lúc nấu cơm chín đúng không? Thậm chí mà bây giờ mình ăn cơm bụi mình không nấu cơm đi thì cũng phải tốn cái thì giờ từ đây chạy ra ngoài quán mua mới đem về chứ. Anh em ơi, phải có thì giờ cho người ta lớn lên. Đang khi mình chờ như vậy đó, chờ cơm nó sôi rồi nó chín á, đang khi chờ đứa nào nó đi mua cơm về cho ăn á, thì kiếm việc gì làm chứ ai biết ngồi đó chi, ngồi bó gối nhìn đồng hồ liên tục rồi đâm ra quạo. Mỗi lần mà tôi đi siêu thị với vợ tôi, thủ sẵn quyển sách, bây giờ đỡ rồi, trong điện thoại của tôi sách nhiều cho nên là tôi tới đó, bà đi mua gì bà mua, tôi kiếm chỗ tôi ngồi. Phải á, chứ ngồi mà cứ nhìn đồng hồ viết là kiểu gì cũng máu lên nở quá à. Đang khi anh em chờ đợi cái lời hứa của Chúa nó thành, đang khi anh em chờ đợi những người khác họ lớn lên ở trong Chúa, hãy làm việc vậy đó đi. Cũng giống như người nông dân thôi,
Có khi nào họ gieo giống xuống rồi họ che cái liều ngầu chứ, cứ một lát 5-10 phút cái lại thở thở, còn nó nở mầm chưa, chết tử chứ nở mầm gì. Cho nên đang khi mà thí dụ như anh em đang bị nghỉ dịch vì dịch Covid đây nè, anh em không có làm gì được thì hãy dành cái thời giờ đi học một cái nghề gì đó đi, đọc một cái quyển sách nào đó đi, hay là theo học online một cái nghề, một cái gì đó đi. Đang khi chờ anh chị em trong hội thánh trưởng thành, đang khi chờ anh chị em trong hội thánh họ có thể chia sẻ gánh nặng với mình, thì hãy làm cái việc khác nữa đi. Chứ nếu mà ngồi cứ nhắm đồng hồ giết là tôi đảm bảo anh em, lúc nào cái mặt cũng đỏ bần luôn. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được điều đó. Cái thời giờ chờ đợi là cái thời giờ để rèn tập, hay là nó đúc nên trong tôi và anh em cái đức tính kiên nhẫn. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4. Thưa anh chị em, khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả là điều vui mừng. Vì biết rằng, tại sao vui? Vì biết rằng đức tin anh chị em có thử nghiệm mới sinh ra kiên nhẫn. Kiên nhẫn có hoàn tất công việc ấy, thì anh chị em mới trưởng thành toàn vẹn không thiếu sót gì. Roma đoạn 5 câu 3 đến câu 5 cũng cùng một cái tinh thần đó. Không chỉ có thế thôi, nhưng chúng tôi cũng hân hoan trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn thì làm cho chúng ta kiên nhẫn. Kiên nhẫn làm cho chúng ta được tôi luyện. Tôi luyện làm cho hy vọng, và hy vọng không làm hổ thẹn. Tôi và anh em cần phải học biết chờ đợi. Cái thời gian chờ đợi là thời gian để cầu nguyện. Thời gian chờ đợi là cái thời gian để hình thành nên trong tôi và anh em cái đức tính kiên nhẫn. Và cái thời gian chờ đợi cũng chính là cái thời giờ để chuẩn bị, để lập kế hoạch anh chị em. Tôi đọc lại từ câu số 4 cho đến câu số 8. Anh em dò theo ở trong cái dàn bài. Vua hỏi tôi, ngươi cầu xin điều gì? Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rồi tâu với vua. Nếu vua hài lòng về, và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, xin sai phái tôi về Giu-đa, đến thành có mộ mã của tổ phụ tôi để xây cất nó lại. Khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua hỏi tôi, ngươi sẽ đi bao lâu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua bằng lòng sai tôi đi, và tôi trình với vua thời gian đi và về. Tôi cũng tâu với vua, nếu vua hài lòng, xin vua trao cho tôi các văn thư gửi các quan tổng đốc tỉnh phía tây sông Euphrates, cho phép tôi đi ngang cho đến khi tôi đến Giu-đa. Vua cũng ban chiếu chỉ cho Asáp người giữ rừng cho vua, bảo ông ấy cấp cho tôi gỗ làm khung cổng thành đền thờ và làm tường thành cùng nhà mà tôi sẽ ở. Nhờ bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời, tôi giúp đỡ vua liền ban cho tôi các điều đó. Rõ ràng là Nehemi đã có kế hoạch dự tính đó lâu rồi, đâu đó hết sẵn rồi, 4 tháng chờ đợi mà. Nên vừa khi ông vua hỏi là ông trình bày luôn thời gian thực hiện dự án này, giấy phép đi lại này, văn thư xuất nguyên cấp nguyên liệu vân vân và vân vân. Anh em ơi, cái thời gian mà Chúa dường như để tôi và anh em phải chờ đó không phải là vô ích đâu. Không chỉ là chỉ để cầu nguyện, không chỉ để là để hình thành nên trong tôi và anh em cái đức tính kiên nhẫn, mà đó là cái thời giờ tôi và anh em cần phải sử dụng để chuẩn bị. Ngày hôm nay tôi gặp rất là nhiều người lúc nào cũng có cái ý tưởng tràn trề, nhưng mà không bao giờ có kế hoạch hành động hết trơn trời. Lúc nào cũng nha, một sư ơi, tôi tính à, thầy ơi, còn tính à, tính riết hà, mà không bao giờ chịu động tay động chân. Lý do, có chương trình kế hoạch gì đâu tính. Mấy ảnh nói ảnh tính vậy thật ra là gì? Chỉ mơ với ước vậy thôi hả? Một sư ơi, tình hình này tôi tính vậy một sư. À, thầy ơi, cái tình hình này con là con có cái ước vậy nè, cái tức là cái tính này, hay là con có cái kế hoạch, nhưng mà thật ra là anh ước à. Cứ lầm bầm vô trách người lãnh đạo của mình hay là cha mẹ của mình hoài, là sao ông không tin cậy tôi, ông dành làm hết mọi việc, ông mục sư tôi không bao giờ ông cho tôi giảng dạy gì đâu. Nhưng mà có bao giờ mình chuẩn bị bài giảng đâu, thậm chí mình cũng không có sẵn sàng cầu nguyện luôn. Một người mà không có sẵn sàng gì cho hành động anh chị em, một người mà không có sẵn sàng để lên đường ha, thì cái việc mà mở cửa hay đóng cửa nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Nhiều khi tôi và anh em cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa mở cửa, Chúa cười cái học cho nó mở cửa, chứ đóng cửa đâu ăn thua gì con. Ủa sao không ăn thua, đâu có chuẩn bị đi đâu mà mở chi. Cái anh mà anh không có chuẩn bị anh lên đường á, bây giờ mở cửa hay đóng cửa đâu có ý nghĩa gì đâu anh em ơi. Có thể con người không có biết là anh chị em có sẵn sàng hay chưa, có chuẩn bị hay chưa. Nhưng Chúa, Đức Chúa Trời toàn tri là biết rất rõ.
đừng có lúc nào cũng tót, đừng có lúc nào cũng phê phán điều này, chỉ trích điều kia, bảo người này phải làm như này, bảo người kia phải làm như nọ. Nhưng mà đến khi được mời phân công, hoặc được mời hoặc được phân công làm, không được. Vì cái ấy, cái thời gian chờ đợi mà trong khi anh em chờ đợi cái câu trả lời từ nơi Chúa đó hen, anh em phải làm sao? Phải chuẩn bị sẵn sàng. Hay là mà đèn xanh cái là mình gì? Yes! Chứ không lấy tới đèn xanh mình đứng im số 4. Vậy cái xin lỗi, đèn đỏ cái mình đứng im số 4. Cái bắt đầu đèn xanh người ta bật lên rồi, cái mình bắt đầu gì? Mình mới bắt đầu kéo mình nè. Lúc đó hít khói mệt nghỉ luôn. Đèn đỏ thì mình làm sao? Mình trả số lại, mình đứng ở trong cái tư thế sẵn sàng, đúng không? Đèn xanh là mình giọt. Anh em ơi, tôi nói với anh em điều này, không phải vô cớ mà Chúa để cho tôi và anh em phải chờ đợi đâu. Tôi không biết là cái điều anh em chờ đợi Chúa là cái gì. Tôi không biết là cái điều anh em cầu xin Chúa mà chưa nhận được. Tôi không biết được điều đó. Nhưng mà không phải vô cớ đâu anh chị em. Chúa để anh em phải chờ đợi. Không phải vô cớ mà Chúa chưa thăm biến, Chúa chưa phấn hưng xứ sở này một lần nữa đâu anh chị em. Thật ra không phải tôi và anh em chờ Chúa đâu. Không phải hội thánh đang chờ Chúa đâu. Mà thật sự là Chúa đang chờ chúng ta. Chúa đang chờ hội thánh của Chúa đó. Cách đây nhiều năm, tôi có gặp một đầy tớ của Chúa, một sư người Rumani. Khi ông đến có một cái chương trình bồi linh cho chúng tôi ở tại Sài Gòn, ông kể rằng là 70 năm các đầy tớ Chúa và con dân Chúa tại Rumani cầu nguyện cho đất nước họ được mở cửa. Họ cầu nguyện cho các cái ngày mà Tin Lành được giảng trên radio, trên truyền hình. Rồi cái ngày đó đến, ổng là cái người đầu tiên được giảng. Ổng nói chàng ơi, đến lúc mà nghe tôi nghe cái người ta phát nghe lại đó, nó tôi mà tôi thấy cũng xấu hổ, chứ đừng nói người không chưa tin Chúa. Anh em biết sao không? Hội thánh không hề chuẩn bị gì cho chuyện đó. Hội thánh cầu nguyện cho chuyện đó. Hội thánh cầu nguyện xin Chúa mở cửa để giảng trên truyền hình, giảng trên radio. Nhưng mà hội thánh không có chuẩn bị những cái điều cần thiết. Ngày hôm nay hội thánh Việt Nam cũng vậy, cầu nguyện xin Chúa phấn hưng, cầu nguyện xin Chúa ban cho một cái kênh truyền hình radio chẳng hạn, để các đầy tớ Chúa, lời Chúa được rao giảng một cách công khai. Nhưng mà hội thánh Việt Nam đã có cái đội ngũ kỹ thuật viên, đã có những cái nhân sự tinh kính về truyền thông chưa? Làm phọt phẹt ở trên online vậy chứ rồi đưa vô cả một cái đài truyền hình làm được có người không? Hội thánh đã chuẩn bị gì? Một cái đội ngũ biên tập viên, những đạo diễn chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm chưa? Và những con người đó có sẵn sàng lên sóng chưa? Bao nhiêu đầy tớ Chúa đủ tự tin để ngồi vào cái phòng thu của đài truyền hình với cái thời lượng, với những cái từ ngữ mà nó cho cả nước. Nhiều khi tôi và anh em cứ đòi hỏi hoài, phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, mà mình đâu có cái kế hoạch gì đâu. Nếu Chúa mở cửa, mình lấy đâu ra mình phục vụ đồng bào? Lấy gì thu hút khán thính giả? Và nếu như với cái tình hình mà coi như là cái chất lượng cỡ này nè, thì anh chị em, nếu mà nhà nước giao cho mình một cái kênh truyền hình, sống được bao lâu? Thu hút được người ta bao lâu? Kéo dài được người ta bao lâu? Cho nên ngày hôm nay nhiều khi tôi và anh em nói rất là thiêng liêng. Từ cái chuyện của cá nhân hay là gia đình, đến chuyện hội thánh hay là cái chuyện lớn của mang tầm quốc gia. Nhiều khi mình thấy dường như cửa đang đóng, dường như là đang đèn đỏ, nhưng mà Chúa đang chờ đợi hội thánh chuẩn bị. Anh em ơi, dù anh em đang ở cái mức độ nào, dù cái điều anh em chờ đợi nó ở cái tầm mức là cá nhân, gia đình hay là cái tầm mức cả một quốc gia, Chúa muốn hỏi anh em điều này: con đang chuẩn bị gì cho cái giờ ta mở cửa? Con đang chuẩn bị gì cho cái giờ mà ta trả lời cái điều mà con cầu xin? Tôi thường hay nói với nhiều đầy tớ Chúa khi có dịp, hội thánh nào cũng cầu xin Chúa phán hưng, xin lỗi. Giờ cứ mỗi tuần Chúa đem vào 50 người tin Chúa coi, hội thánh làm gì? Hội thánh có cái kế hoạch gì để nuôi 50 người một Chủ nhật không? Không có kế hoạch gì đâu mà. Xin Chúa tỉnh thức tôi và anh em. Cho nên để có thể sống đạo, để có thể hành đạo đó anh chị em, tôi và anh em cần phải học nào. Cái học đầu tiên là học chờ đợi Chúa. Thời giờ chờ đợi anh em nhiều, nó không phải hoang phí đâu, không phải vô ích đâu. Chúa để cái thời giờ đó là để tôi và anh em
cầu nguyện. Chúa cho tôi và anh em thời giờ chờ đợi là để tôi rèn cái đức tính kiên nhẫn của chúng ta. Và cái thời giờ chờ đợi đó là thời giờ để chuẩn bị, để lập kế hoạch. Bớt nói lại, bớt chỉ người này, bớt bổ người kia đi. Hãy tự vấn chính mình, mình có cái kế hoạch gì không? Mình đã sẵn sàng để hành động chưa? Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như tôi và anh em nghĩ đâu. Chúa đang chờ đợi tôi và anh em. Hãy để cho Chúa có cái cơ hội nhanh chóng can thiệp vào cái tình hình của gia đình anh em, hôn nhân của anh em, con cái của anh em, công ăn việc làm của anh em, tài chính của anh em. Hãy để cho Chúa dùng anh em kiến tạo hay là xây dựng lại hội thánh của Chúa ở trên đất nước này thật sự đúng tầm, mạnh mẽ như Chúa kỳ vọng. Chính điều đầu tiên mình học là để hành đạo là mình cần phải học biết chờ đợi Chúa. Cái điều thứ hai, để hành đạo là chúng ta cần phải học biết làm việc với người khác. Để hành đạo hay là để sống đạo anh chị em, để làm công việc Chúa, tôi và anh em không chỉ học biết chờ đợi Chúa mà học biết làm việc với người khác. Nếu theo Chúa mà chỉ có mình em ha, nếu hành đạo mà nếu làm công việc Chúa mà chỉ có mình em thì mình nghĩ gì, chẳng là nó dễ biết mấy. Nhưng mà hành đạo mà không có người khác, tức là làm công việc Chúa mà không có người khác thì làm kiểu gì? Sống sống đạo mà không có người khác thì sống sống đạo hay là ẩn tu anh chị em? Làm công việc Chúa mà không có làm cùng với người khác thì công việc Chúa kiểu gì? Anh em biết không? Người Việt mình làm việc một mình rất giỏi, nhưng mà lại rất dở khi làm việc theo nhóm, rất dở khi làm việc đồng đội, rất dở khi làm việc với người khác. Nhiều người ở ngoài đời cứ liên tục bỏ việc, nhảy việc vì một cái lý do: không biết học, không học biết làm việc với người khác. Nhiều mục sư, nhiều đầy tớ Chúa bỏ chức vụ không phải vì họ không có khả năng, mà là vì không bao giờ chịu làm việc chung với người khác. Có cái câu chuyện vui, cua ở nước ngoài á, là người ta đi bắt cua là phải có cái giỏ mà phải có cái nắp đậy. Cua Việt Nam khỏi cần. Cái ông Tây ông vô ông nhìn thấy cái bà đó đi bắt cua mà sao, ủa cua bà sao bà không đậy nắp. Bà nói, ông biết không, cua Việt Nam khác. Thôi khác sao? Nói, ủa nhưng mà nãy tôi thấy có một con bà đậy nắp. Bà nói đúng rồi, có một con là phải đậy trong nó ra, nhưng mà còn nhiều con, bà nó khỏi cần đậy nắp. Tại sao? Con này trèo lên là con kia nó nắm cổ kéo xuống à. Nhiều người không có học biết làm việc chung. Anh chị em có nghe cái câu là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa phải đi cùng nhau không? Muốn làm việc lớn đó là tôi và anh em cần phải học biết làm việc chung với người khác, phải học biết làm việc theo nhóm, theo đội. Mà làm việc chung á là sẽ có va chạm không? Có luôn. Có bắt đầu không? Có luôn. Và thậm chí là bất hòa nữa. Nhưng mà chúng ta không thể vì cái đó mà không làm việc chung với người khác. Từ trong cái phần Kinh Thánh này nè, cũng có ba điều, hay là có ba cái đối tượng, ba cái thành phần mà tôi và anh em cần phải học để làm việc chung. Khi nghĩ tới cái chuyện là sống đạo, khi nghĩ tới cái chuyện hành đạo hay là làm công việc Chúa. Cái đối tượng đầu tiên á, tức là trong cái câu chuyện của anh em ý, mà nó cũng ứng trên đời sống của chúng ta. Cái đối tượng đầu tiên mà tôi và anh em cần phải học để làm việc chung, tức là đằng nào mình cũng phải đụng á, đó là những người có cái thẩm quyền trên mình nhưng mà là không có tin thờ Chúa. Trường hợp của Nehemi là ông vua. Để có thể làm công việc Chúa kêu gọi là Nehemi, trước hết phải làm việc với vua Artaxerxes, ông chủ của ông, cái người lãnh đạo ngoại giáo, tức là không có tin thờ Chúa. Nehemi cũng làm gì? Để làm việc với cái người mà có cái thẩm quyền trên mình mà không có tin kính. Giống như trường hợp của những chị em mà để có thể chung sống với mấy cái ông mà ông chưa có tin Chúa, mình phải làm sao? Tôi đâu biết tối nay thật đi đâu. Tôi đâu biết tối nay em đi đây để mà nói cái chuyện ông chồng chưa tin đâu. Nhưng mà cái Chúa biết. Nehemi là trên ông Nehemi, ông vua ông có quyền ở trên Nehemi. Nehemi làm việc với ông này bằng cách nào? Qua sự cầu nguyện. Anh em ơi, hãy nhớ điều này, hãy nhớ như in này. Chúa có thể làm mềm lòng những người chủ khó khăn cay nghiệt của anh chị. Có thể anh em không có ông chồng không tin kính, nhưng mà có ông chủ ngoài đời á là không tin kính.
anh em tin Chúa, anh em muốn đi thờ phượng Chúa, mà cái ông mà mình làm công cho ông là ông không có tin Chúa, làm sao anh em có thể làm công việc Chúa? Anh em làm phải học làm việc với ông đó nè. Bằng cách nào? Thứ nhất qua sự cầu nguyện. Châm ngôn 21 câu 1 trong cái dàn bài tôi có ghi đó anh chị em, lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va giống như dòng nước đó. Chúa muốn nghiêng lệch bề nào là theo ý của Chúa. Roma đoạn 9 câu 18 thì cũng nói là Chúa muốn thương xót ai thì thương xót, mà Chúa muốn làm cứng lòng ai thì lòng. Cho nên làm cứng làm mềm là Chúa đó. Chứ không phải là, mà tôi và anh em khi mình nắm biết cái điều này thì mình nói gì? Xin làm mềm lòng ông chủ của con, xin làm mềm lòng ông chồng của con. Đừng có nói thằng chồng của tôi, nghe không? Nói vậy là không có đẹp lòng Chúa. Không có thằng con gì ở đây hết. Hãy học biết cái cách ứng xử. Mình là con của Chúa mà, mình là đại sứ của vua. Đâu có là đại sứ là phải nói theo ngôn ngữ ngoại giao. Amen anh chị em. Đại sứ là phải nói theo ngôn ngữ ngoại giao, chứ không có chuyện giao búa được. Không có nói thầy ơi cái thằng chồng của con này bậy, cái này không là đủ Chúa không duyệt rồi. Xin Chúa thay đổi anh chị em từ cái việc rất là nhỏ. Nhiều khi mình không biết, mình không biết mình không đẹp lòng Chúa chỗ nào. Ngay cái miệng mình đã chết đâu. Tôi và anh em cần phải học theo cái gương của mình em ý, là làm việc với cái người lãnh đạo trên mình mà không có tin kính, qua sự cầu nguyện. Rồi gì nữa? Qua cái năng lực công tác anh chị em. Câu số 6 là vua hỏi tôi, tức là hỏi này mày, ngươi sẽ đi bao lâu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua bằng lòng sai tôi đi và tôi trình với vua thời gian đi và về. Điều này chứng tỏ là vua đó muốn Nehemi quay về. Ông vua muốn Nehemi trở lại với công việc. Nói cách khác là Nehemi được tín nhiệm về cái lòng trung thành và cái năng lực làm việc anh xem. Tôi nói với anh xem là mỗi một con dân Chúa đó cần phải trở nên là một nhân chứng cho Đấng Christ tại nơi làm việc, tại cái nơi học tập, tại nơi cư trú, trước khi anh em mở miệng ra làm chứng về Chúa bằng cái miệng. Hãy dùng cái đời sống của chúng ta làm chứng cho những cái người chủ, cho những cái người có cái thẩm quyền mà Chúa đặt để trên mình đó, nhưng mà họ chưa tin Chúa, bằng cái lối sống của chúng ta. Tiếc là nhiều con dân Chúa và thậm chí không ít đầy tớ Chúa ngày hôm nay ngược lại, nói quá hay, mà cư xử với đồng bào, với đồng nghiệp, với đồng môn, với đồng bạn, với đồng hương rồi quá dở luôn. Gọn một lần là gì? Cái thành phần này chỉ được mỗi cái miệng là Chúa thôi. Phê-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 12 thì lời Chúa nói gì? Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành của anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Đừng có nói là tại sao nó đối xử với như mình như này như kia. Ủa không biết Chúa mà. Vốn ảnh là gian ác mà. Nhưng mà Chúa muốn tôi và anh em gì? Không phải gian ác lại. Chúa muốn tôi và anh em lấy cái lối sống nhân đức ấy để bắt phục lòng họ. Không phải vô cớ đâu, mà Chúa còn để những người không tin thờ Chúa cầm quyền trên anh chị em đâu. Hỡi anh chị em hãy nghe tôi nói là không phải vô cớ mà Chúa còn để những người không tin thờ Chúa, tức là những người ngoại giáo đó, cầm quyền trên anh chị em đâu. Cái người đó có thể là chồng của chị em, người đó có thể là cha mẹ của anh chị em, người đó có thể là người chủ tại công ty của anh chị em, người đó có thể là những người chính quyền, lãnh đạo chính quyền sở tại của anh chị em. Cho nên hãy tìm kiếm cái sự đồng thuận của các bậc cầm quyền bằng cái gì? Bằng sự cầu nguyện khẩn thiết với Chúa và bằng cái lối sống tin kính. Chứ không phải là tìm kiếm cái sự đồng thuận của những bậc cầm quyền chưa tin Chúa bằng cái việc mua lấy cái sự đồng thuận, mua lấy cái cảm tình của họ với cái hình thức biếu xén hối lộ mấy dịp Tết được các thứ nghe. Cầu nguyện và lối sống tin kính. Tôi và anh em cần phải học. Cần phải học gì? Làm việc với những người có thẩm quyền trên mình. Để có thể sống đạo là tôi và anh em cần phải học. Bởi vì sao? Cái việc mà cầu nguyện cho các bậc cầm quyền ấy, sẽ cho một cái kết quả là gì? Tôi và anh em được sống đời bình tĩnh, an ổn, hay nói là gì? Được bình an mà hành đạo. Nhưng mà nhiều khi mình không có nghĩ là để được bình an hành đạo thì mình phải cầu nguyện cho mấy ông. Cái thành phần thứ hai, cái việc tiếp theo mà tôi và anh em cần phải sử dụng đó để có thể mà
làm việc với những người mà có thẩm quyền trên mình mà chưa tin kính, đó là qua cách ăn nói nữa anh chị. Câu số 3, câu số 4, tôi tâu với vua nguyện vua vạn tuế, làm sao mặt tôi không buồn khi thành trì là nơi mồ mả của tổ phụ tôi bị tàn phá và các cổng thành đều bị lửa đốt cháy. Vua hỏi tôi, ngươi cầu xin điều gì? Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời rồi tâu với vua. Nếu vua hài lòng và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, xin sai phái tôi về Giu-đa đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để xây cất nó lại. Nê-hê-mi rất là khéo léo và tế nhị trong cái việc nói chuyện với vua. Ông không có trực tiếp nhắc tên đến Jerusalem anh chị. Jerusalem là một cái tên nhức nhối đối với nhiều cái vị vua ngoại bang. Nê-hê-mi đề cập đến nó một cái tính cách cá nhân thôi, đó là nơi mồ mả của tổ tiên hiện đang bị tàn phá, đang bị hoang tàn. Nói theo kiểu này là ông vua đó ông dễ chấp nhận. Cái bài học ở đây là gì? Nếu phải nói chuyện với những ông bà chủ ngoại giáo của anh chị, nếu phải nói chuyện với những người có cái thẩm quyền trên anh em mà họ chưa tin thờ Chúa đó, về một cái vấn đề khó nào đó, ví dụ về cái niềm tin của anh em, về cái cách hành đạo của anh em, về cái chuyện nghỉ ngày, nghỉ vào Chúa Nhật, nghỉ Giáng sinh, về cái chuyện không ăn đồ cúng, không có thờ cúng trong công ty vân vân, thì anh em hãy cân nhắc sử dụng cái ngôn từ nào mà cái người đó đó, người chủ đó, họ có thể tiếp nhận được. Tôi và anh em cần phải khôn ngoan để Chúa cho mình những cái ngôn từ. Mình không có nói trực tiếp về sự việc, nhưng mà người chủ vẫn phải đồng ý với mình. Nê-hê-mi không có trực tiếp nói về cái tên Jerusalem, bởi vì Jerusalem là đối với dân ngoại là một cái thành gọi là ngang bướng, cái thành mà chống nghịch. Nhưng ông nói gì? Cái đô thành nơi có mồ mả tổ tiên tôi, quê hương yêu dấu của tôi. Chứ ông không có chơi chát. Nhiều khi tôi và anh em thiếu cái sự này. Cần phải nhớ rằng là những cái người mà họ chưa tin Chúa đó, mà Chúa đặt để đó, họ đang có thẩm quyền ở trên chúng ta. Người đó là chủ của chúng ta, người đó là chồng của chị em, là cha mẹ của anh chị em. Liệu mà ăn nói nha anh chị em, để gì? Để có thể kéo họ về phía mình. Chứ đừng có mà cứ là không, mình tôi là phải nói đúng sự thật thôi, thì đúng sự thật thì lại là đưa người ta ra phía khác. Xin Chúa làm ơn trên anh chị em. Điều này không có nghĩa là tôi và anh em phải nói dối. Chúng ta không có nói dối. Nói về Jerusalem nhưng mà mình không có nhắc tới Jerusalem, mà mình nói một cái cách khác mà người ta dễ dàng chấp nhận. Xin Chúa ban sự khôn ngoan đó cho tôi và anh em. Để gì? Để mà cái việc sống đạo của tôi và anh em, cái việc hành đạo của tôi và anh em không bị cản trở bởi những cái người có thẩm quyền trên mình, dù đó là chồng, là cha, mẹ, là những người chủ hay là những bậc cầm quyền chưa tin thờ Chúa. Cái đối tượng thứ nhất là với những người có thẩm quyền trên chúng ta mà chưa tin kính. Cái đối tượng thứ hai mà tôi và anh em cần phải học để làm việc với, đó là với con dân Chúa đang trong cái tình trạng nản lòng tuyệt vọng. Với những cái thành phần kia đó, thì ông dùng lời cầu nguyện, dùng lối sống tin kính và những cái lời nói khôn ngoan. Với những cái thành phần mà là cùng niềm tin nhưng mà họ đang ở trong tình trạng là ủa sao Tết mà thấy không có cái chút gì vui vậy? Chóng quá một sự chóng gì đạo. Tức là mình nghe cái thở cái hơi mùi ra là tiêu cực rồi. Mình thở cái hơi mùi ra là có như tuyệt vọng não này rồi. Đối với trường hợp đó thì mình làm sao? Tôi đọc câu 17 và câu 18 đi anh em. Tôi nói với họ, anh em thấy chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ. Jerusalem bị phá hủy và các cổng thành bị lửa thiêu đốt. Hãy đến chúng ta hãy xây lại tường thành Jerusalem để chúng ta không còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật lại cho họ, thế nào bằng tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói với tôi. Họ nói, nào chúng ta hãy khởi công xây dựng lại đi. Vậy họ mạnh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này. Nê-hê-mi dùng cái lời khích lệ anh xem. Đối với những người mà đang ở trong tình trạng nao sờn, mệt mỏi đó, đang đối diện với nan đề, dân Israel, dân sót này nè, họ hùng hổ là trở về đó, tức là sốt sắng trở về để xây dựng lại đền thánh, phục hồi lại xứ sở. Nhưng rồi họ gặp hết cái sự chống đối này, ngăn trở khác. Đến lúc họ chán quá rồi, họ mệt mỏi rồi. Bây giờ thêm ông này về nữa. Nếu mà ông về ông chỉ hô hào không á, thì chắc chắn là không ai tham gia rồi. Nê-hê-mi sử dụng cách khác. Ông khích lệ. Khích lệ là nó khác với cái chuyện là phê phán, nó khác với cái chuyện lên án, nó khác với chuyện chỉ trích. Nếu Nê-hê-mi về nữa, tôi hỏi tại sao quý vị về đây mà bao nhiêu năm nay là không lo xây dựng lại là sao? Chúa đã giải phóng quý vị về, rồi về đây là phải lo xây dựng lại nhà Chúa. Chứ tại sao suốt ngày cứ lo nhà riêng mình là sao? Không, Nê-hê-mi không làm vậy. Anh chị em nhớ cái câu chuyện mà cái người què cửa đẹp không?
Tức là có cái ở đền thờ Jerusalem vào thời sau khi Chúa Giêsu sống lại từ trong cõi chết, mà các sứ đồ đang hầu việc Chúa. Bữa nào ông Phêrô với ông Giăng lên nhìn thấy bên cổng nhà cổng đền thờ có một cái ông ăn xin què nằm đó. Thường thường mấy anh đó anh biết cái nơi nào mà có thể kiếm tiền, đánh động lòng thương xót. Ví dụ như mà đặt trường hợp với Phêrô với Giăng tới rồi, ủa sao anh nằm đây? Dạ em què. Ông có biết ở trong 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 đền thờ kia là tôi nói trong đó nó sáng phước hạnh lắm. Nó dạ em biết. Ông biết ở trong đó nó tuyệt vời cỡ nào không? Dạ biết. Sao không vô? Dạ em què. Tôi giả định như đó. Nhiều khi tôi và anh em người ta đã là đi không được rồi, tới đi nếu nó đi được thì khỏi cần nói. Người ta không làm được cái chuyện đó. Ông biết dâng hiến là tốt không? Dạ biết. Ông có biết dâng hiến là chú bằng phước không? Dạ biết. Ông có biết mà trung tín nộp một phần mười là chú mở các cửa sổ từ trời đổ phước chú đi nổi không chỗ chưa? Dạ biết. Nhưng sao không làm? Dạ em què. Nó không làm được. Nó chưa làm được. Mình phải làm sao? Khích lệ. Chứ không phải. Khích lệ bằng cách nào anh chị em? Hãy để ý cách Nehemi là ông khích lệ bằng cái việc kể cho họ nghe. Cái câu số 18 là thế nào bằng tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói với tôi. Tức là ông làm chứng lại cho họ về những gì Chúa đã làm. Cái việc mà tôi và anh em làm chứng hay là kể lại cho những cái người mà đang ở trong cái tình trạng nao sờn thối chí mệt mỏi về những gì Chúa đã làm là nhằm nhen lại, nhằm dấy lên trong họ cái niềm hy vọng anh xem rằng thì là Chúa cũng có thể làm như vậy. Chúa cũng có thể làm cái điều tương tự như vậy cho chính họ. Cho nên tôi khích lệ anh xem mà khi đi thăm những người mà đang trong tình trạng bệnh nặng đó, hoặc là đang ở trong cái tình trạng mà nan y đó, thì đừng có vội cầu nguyện trước. Trước khi cầu nguyện, hãy kể cho họ nghe những cái trường hợp, không phải là những cái trường hợp bà Bảy sống trai nữa. Cũng y vậy, mới 3 tháng đi rồi. Đừng có kể kiểu đó. Cái kiểu đó là khỏi cần cầu nguyện luôn. Phải kể những cái trường hợp mà họ được lành một cách siêu nhiên. Họ kể thì những hãy kể cho họ nghe những cái việc mà Chúa đã làm một cách nhân từ. Rồi sau đó đó, tức là khi mà anh em kể như vậy đó, anh em dấy lên trong những cái người đó một cái hy vọng sống, rằng thì là Chúa cũng có thể làm trên cuộc đời của họ. Rồi sau đó mình mới đề nghị là xin phép được cầu nguyện chữa lành. Nhiều khi tôi và anh em tới là coi như là đã tuyên án tử hình rồi, sau đó mình nói gì? Bây giờ xin phép được cầu nguyện. Cái cầu nguyện nó khác gì mấy ông linh mục à, ông cầu nguyện xích vào là xin Chúa tiếp rước linh hồn anh em con về với Ngài nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Thần. Amen. Không phải trong kia đó. Khi học để làm việc với những người mà đang ở trong tình trạng nặng lòng thối chí, anh xem học để khích lệ. Rồi gì nữa, không phải chỉ khích lệ bằng những cái lời chứng đâu anh xem, mà tôi và anh em cần phải học để khích lệ bằng cái việc trực tiếp dấn thân nữa. Tức là xắn tay áo lên cùng nhau làm vào bếp ấy. Tức là mình khích lệ người ta, những cái người nặng lòng, bằng cách gì? Là cùng làm việc chung với họ, rủ họ cùng đi thăm viếng, rủ họ cùng đi làm chứng. Ngày hôm nay tôi thường thấy cảnh này. Tức là nhiều người chỉ làm giám đốc thôi, giám suối. Tức là chỉ hô hào ha, chứ không chịu động tay động chân. Mà chỉ làm giám đốc, chỉ làm giám suối mà không động tay động chân hết. Bà con quần chúng này ngán chết luôn. Tức cái thứ gì chứ, cái thứ mà hô hào đó là phát động phong trào. Cái đó tôi thấy thường trời. Cho nên người ta không mặn mà tham gia. Nếu trong hội thánh mà anh em chỉ có hô hào thôi, kiểu mà nói chúng ta kêu gọi sẽ cùng nhau cầu nguyện, kêu gọi kiêng ăn, kêu gọi dâng hiến, mà không thấy mặt mình đâu hết, quên đi, ở đó không có ai làm việc với mình đâu. Anh em ơi, nếu tôi và anh em không có chịu học biết làm việc chung với người khác, đặc biệt là với những người trong cái tình trạng nao sờn thối chí đó, và thậm chí là những người tuyệt vọng đó, thì cũng không có ai làm việc với chúng ta đâu. Bởi vì anh em biết sao không? Bởi vì nhiều người khác họ cũng chỉ tìm kiếm những người nào mà không có tuyệt vọng, không có nản lòng, họ làm việc chung thôi. Thì làm sao mình có cửa? Tôi khích lệ anh em này. Khi anh em bằng lòng chọn lấy những người mà nao sờn, nản lòng, thối chí đó, sợ sệt để làm việc chung đó,
bảo đảm anh em là không có ai giành giật với anh em đâu. Đó là những con người mà họ cần anh em tới. Đó là những con người mà họ sẽ kết ước với anh em, sẽ trung tín với anh em mãi về lâu dài. Chúa muốn anh em chạm đến những con người đang ở trong cái tình trạng mệt mỏi, nao sờn, sợ hãi. Hãy đến với họ. Hãy học, khích lệ họ qua những cái lời làm chứng về công việc Chúa làm và qua cái việc là chung tay với họ. Tôi nói với anh chị em, anh em sẽ không thiếu người đồng công đâu. Để học, để hành đạo hay là để sống đạo, tôi và anh em cần học biết làm việc với người khác. Đối tượng đầu tiên là những người lãnh đạo hay là những người trên mình có cái thẩm quyền trên mình mà chưa tin Chúa. Cái thành phần thứ hai là những người đang ở trong tình nao sờn, thấu chí. Và cái cuối cùng, đối tượng cuối cùng tôi và anh em cũng cần phải học, đó là những kẻ thù nghịch. Câu 19-20 anh chị em, Sanballat người Horon, Tobia là triều thần người Ammon và Gesem người Ả Rập nghe việc đó thì chế giễu và cười ngạo chúng tôi. Chúng nói rằng, các ngươi làm gì đấy? Các ngươi muốn phản nghịch vua sao? Tôi trả lời với chúng rằng Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Chúng tôi là đầy tớ Ngài sẽ khởi công xây dựng lại, nhưng các ông thì không có phần hoặc có quyền lưu dấu gì ở Jerusalem cả. Phải khôn khéo kiên quyết đối với kẻ thù. Đối với kẻ thù là không có chuyện thỏa hiệp anh chị em. Và tôi cũng nhắc với anh chị em nhớ ở đây, là con dân Chúa thì chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất thôi. Không phải là dân chủ hay là cộng hòa. Cũng không phải là người bên dân chủ, không phải người bên cộng hòa, mà cũng không phải bên cộng sản. Không, chỉ có ma quỷ mới là kẻ thù với con người, dù họ là ai, thành phần họ thế nào, đảng phái nào, theo cái hệ tư tưởng nào, không phải là kẻ thù của chúng ta. Amen anh chị em, chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất thôi là quỷ vương, trong tiếng Hy Lạp gọi là Diabolos. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 nói gì? Kẻ thù nghịch của chúng ta là ma quỷ. Cái chữ ma quỷ đó là Diabolos, sẽ là quỷ vương. Con người, anh em ơi, bất kể họ là ai, là cộng gì đi nữa, không phải là kẻ thù của chúng ta. Ma quỷ hay chính xác là quỷ vương mới là kẻ thù của chúng ta. Mà đối với ma quỷ thì sao? Phải dứt khoát, phải kiên quyết, không có chuyện thỏa hiệp. Tôi và anh em cần phải học biết điều đó. Với con người, mình phải học biết thỏa hiệp. Đặc biệt là thỏa hiệp với những cái người mà họ đang ở trong tình trạng nản lòng. Thỏa hiệp theo cái nghĩa mà tôi muốn nói ở đây là gì? Là hạ xuống cho bằng cái mức độ của họ để nâng họ lên. Còn đối với ma quỷ, đối với các mưu trước của nó là mình phải nói gì? No! Không có chào mời gì hết trơn. Mà nó không, tức là mình nhìn thấy cái gì mà hơi nghi nghi rồi mình nói gì? No! Đồ người ta tặng cho mình mà Tết, mà trái cây rồi các thứ mà mình hơi nghi nghi rồi thì mình sẽ nói gì? No! No ở đây còn có nữa là đem về đây tôi không lấy, không? Cái đó là dở rồi đó. Lấy, nhưng mà mình sẽ không nhận. Lấy mà mình không có thọ hưởng đâu. Xin Chúa cho anh chị em đủ sự khôn ngoan. Như vậy thì cái bài học tối hôm nay anh chị em, nó cũng không có gì lớn lao đâu, nó chỉ đơn giản thôi. Tôi và anh em đang sống trong cái thời kỳ mà thật ra tôi biết đối với nhiều anh chị em ở đây là phải chờ đợi. Có thể anh chị em chờ đợi một cái điều gì đó, cái câu trả lời từ nơi Chúa cho cá nhân mình, cho gia đình mình, cho hôn nhân của mình, cho tài chánh của mình, cho con cái của mình. Tôi và anh em cần phải thấy rằng cái việc chờ đợi đó là cần thiết. Tôi và anh em cần phải học biết chờ đợi Chúa. Chờ đợi trong sự cầu nguyện. Chờ đợi để cái đức tính kiên nhẫn đó nó hình thành trong chúng ta. Chờ đợi để chúng ta có thời giờ để suy gẫm, nghiền ngẫm và chuẩn bị một cái kế hoạch hành động sẵn sàng. Tôi và anh em cũng cần phải học để làm việc chung với người khác. Anh em ơi, Chúa chọn tôi và anh em để làm việc lớn chứ không phải việc nhỏ đâu. Mà để làm việc lớn là tôi và anh em cần phải học biết để làm việc chung với người khác. Bắt đầu là làm việc chung với chồng mình, với vợ mình, với con cái ở trong nhà. Làm việc chung ra. Chứ còn một mình một cõi đó là, tôi nói với anh em, là cái gì đó nó sai rồi đó. Nó không có theo ý Chúa rồi đó. Loài người ở một mình thì no good. Không có tốt nha. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận thấy được đó. Và có những người không tin Chúa đang có cái thẩm quyền trên mình, tôi và anh em cần phải học làm việc với họ. Tôi và anh em cần phải học biết cái cách xử lý đối với kẻ thù nghịch duy nhất là ma quỷ. Và
tôi và anh chị em cần phải để Chúa sử dụng mình, đem lại sự yên ủi, gây dựng và khích lệ cho những người đang ở trong tình trạng ngã lòng. Đó chính là cái thành phần mà Chúa muốn dùng để cùng làm việc với anh chị em, trở thành những người đồng công với anh chị em để làm những công việc lớn, và cái việc gây dựng hội thánh Chúa hôm nay và cho mãi về sau này. Xin mời chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện với Ngài theo như lời Chúa. Mỗi người có thể nhận được một cái sự dạy dỗ riêng tư khác nhau. Không phải anh chị em nhận được tất cả 6 điều này. Có thể ai đó trong anh chị em được Chúa nhắc nhở về cái đời sống cầu nguyện, đang khi chờ đợi câu trả lời từ nơi Chúa. Có thể ai đó trong anh em không còn kêu vang với Chúa nữa. Anh em không còn kêu xin với Chúa nữa, nhưng anh em bắt đầu kêu vang. Anh em than thở, anh em oán trách, anh em lầm bầm, đang khi chờ đợi câu trả lời của Chúa chăng? Chúa nói anh chị em, đó không phải là thái độ mà con cần phải có. Hãy thay đổi. Có thể ai đó trong anh em vẫn rất là đang nôn nóng và không hề nhận biết rằng cái thời giờ chờ đợi là cần thiết để Chúa hình thành nên cái tính kiên nhẫn của mình. Hãy thưa rất thật với Chúa. Nếu anh em là cái người vẫn còn nôn nóng, không thể chờ đợi được, hãy thưa rất thật với Chúa. Chúa ơi, xin cho trái thánh linh này hình thành trong con. Có thể ai đó trong anh em là những người nói rất giỏi, đầy kế hoạch chương trình, nhưng thật sự không bao giờ có một cái kế hoạch hành động đúng nghĩa về những gì mà anh em kêu xin Chúa thực hiện cho mình trong những ngày tháng tới. Dù đó là đời sống cá nhân, hôn nhân, gia đình, công việc riêng của mình, hay là của hội thánh Chúa, hay là của cả dân tộc này. Tôi và anh em cần phải học để làm việc với người khác. Không phải chỉ làm việc với những anh em đồng đức tin, mà làm việc cả với những người không đồng đức tin mà lại có quyền, có thẩm quyền ở trên chính mình. Tôi và anh em cần phải học để có thể nói không với kẻ thù, tức là ma quỷ hay là quỷ vương, trong mọi lời đề nghị của chúng nó. Chỉ có anh chị em mới nhận ra được đâu là điều mà mình còn thiếu kém. Và hãy thưa với Chúa rất thật. Có thể ai đó trong anh em rất là giỏi trong việc làm việc một mình, nhưng mà anh em thật sự gặp khó khăn khi làm việc với người khác. Hãy nói rất thật với Chúa cái điều đó, trước khi Chúa có thể cho anh em, Chúa có thể đem anh em đến để làm việc chung với người này và người kia. Có thể anh em gặp khó khăn ngay trong cái hôn nhân của mình, tức là làm việc chung với vợ mình, với chồng mình, với con cái của mình, với cha mẹ của mình. Dường như anh em không có cái tinh thần đồng thuận được. Hãy để cho Chúa dạy chúng ta. Hãy thưa với Chúa Thánh Linh là xin giúp con học làm việc chung với người khác. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài buổi tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự nhắc nhở của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, Ngài biết hết mọi điều chúng con cần, và Ngài biết điều gì chúng con cần phải được trang bị, cần phải được chuẩn bị cho giờ sắp tới, là giờ mà Chúa đến để trả lời điều chúng con cầu xin, liên quan tới cá nhân chúng con, gia đình chúng con, dòng tộc chúng con, dân tộc chúng con, cho hội thánh của Ngài. Đừng để chúng con cứ ở trong cái tình trạng kêu ca mà chúng con không sẵn sàng, không chuẩn bị một cái gì đúng nghĩa cho giờ mà Chúa mở cửa ra. Lạy Chúa, xin giúp con, xin giúp mỗi một chúng con học đạo trước khi chúng con có thể sống đạo, học biết chờ đợi Chúa và học biết làm việc chung với người khác, để chúng con trở thành những người như Chúa muốn, những người có lòng của Đức Chúa Trời, những người sẽ được Chúa dùng làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất. Nguyện vinh quang Ngài chiếu trên mỗi một chúng con, và nguyện ân điển của Chúa cứ dư đầy trên chúng con, để qua chúng con người ta thấy Chúa tại đó, qua chúng con người ta có thể tìm thấy sự yên ủi, tìm thấy sự khích lệ, và qua chúng con họ có thể tìm thấy mục đích sống cho cuộc đời này. Chúng con biết ơn Chúa. Con trình dâng chính mình con, hết thảy anh chị em con ở trong hội thánh Chúa tại đây, trong ân sủng và sự thương xót của Chúa.
Nguyện sự bình an Shalom của Ngài bao phủ chúng con. Xin Chúa dùng chúng con theo ý Chúa muốn để làm lay động những điều cần phải lay động và để làm cho vương quốc của Ngài được vững lập khắp mọi nơi. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.